Đây, hôm nay em Tuấn lên siêu phẩm cho các bác nhé. Đấy, còn siêu phẩm chưa? Những chiếc đèn này, cái chóa này này, các bác theo dõi trên kênh thì bác biết là có đợt nào, có đợt có năm ngoái năm kia có thể đem sáu mấy năm mấy cơ, năm chín. Đợt này em còn xem nào, còn một mã này, mã kia nữa, hai mã này, mã chuẩn chuẩn này em để cho bác mức giá 3,9 triệu một con nhé. À, con này 3,9 triệu này, con này 3,9 triệu, con này trong thân nó còn có bầu nữa này. Bầu có đèn trong bầu nữa. Còn con này thì hình thân cô gái. Cô gái có thể giật bật tắt đèn tại đây luôn. Con kia cũng có. Mã này 3 triệu 9 một chiếc. Bác nào cần em gửi clip trên kênh cho 5 triệu 9 bốn mấy trên đấy có cơ. Chóa của con này thì nó tầm khoảng độ năm gần 50. Chóa con này hơn 40. Chiều cao thì trên 60 hết. Con này thì gần 70 cơ, chiều cao. Đấy, con này 39, con này cũng 39. Hai con này đều là mức giá 3 triệu 9. Còn sang cái mức giá đèn mili này, mức giá em Tuấn như em qua em báo rồi đấy, 1 triệu 6 một con. Để cho các bác đốt nhá, gọn nốt 1 triệu 6. 1 triệu 6 bác này, nên nó tùy từng màu. Bác nào thích màu nào màu nhá. Đấy, 1 triệu 6 một chiếc. Ở phía dưới thì có hình cô gái. Đây, cô gái cưỡi ngựa. Đấy, hình cô gái cưỡi ngựa đây. Hình cô gái cưỡi ngựa bác nhá. Tất cả 1,6 triệu này, 1,6 triệu một chiếc. Cả đèn này, đèn Thổ Nhĩ Kỳ nữa. 1,6 triệu một chiếc. Đến mức này. Còn sang đến xem nào, đài bâu xem. Đài bâu hôm trước có mười mấy con, gần hết rồi. Đang test nốt. Con này vẫn sống bình thường đúng không? Con này sống bình thường trước là bốn mấy nhỉ? Bữa 39 đúng không? Để 29. Còn một con này sống này. Còn một con chập chờn đâu không nhỉ? Không, có một con như này chập chờn. Con này lúc kêu test, kêu không thôi. Con này thì vẫn để cho bác nha, trước là 39 với 46 để cho bác nốt 2 triệu 9 nhá. Còn một con duy nhất 29. Để bác 2 triệu 9 này. Hết này. Còn hai con này nói tất đúng không? Con này không nói đúng không? Con này sống ở đây à? Con này sống này. Thì con này vẫn sống là 1 triệu 9 đúng chưa? Con này chập chuẩn à? Vẫn vào điện đúng không? Đây vào điện này. Đi xem nào vào điện này. Không nói là nó do chập chờn đây này, đây này. Nó không đẩy volume không mắc đây này. Volume không mắc. Đây này nó phải mắc như thế này này, đây này. Con này không mắc volume này. Trượt đây. Đây này. Hất này. Bị trượt volume không đẩy được này. Đây xem nào. Thử hai cổng nhá. Con này điện vẫn vào ok nhá. Đấy, nói rồi. Đấy. Nói rồi. Bác nhá, trượt volume. Đây. Đó, nên rồi. Nó bảo trượt volume nó gài lấy nó là. Nó nhìn đây này, ông nhìn nó hơi gênh như này. Được chưa? Rồi. Không phải không nói bác nhá. Này. Đây này, chập chờn, xẹt xẹt. Hơi xẹt xẹt đây. Chập chờn nhá. Vẫn nói bác nhá. À, bình thường con này nói ok, 1,9 triệu rồi đúng không? Con này để cho bác về vệ sinh không chết nhá. Đấy, đây này, nó bẩn đây này. Thôi, để cho bác mức giá 1,6 triệu con này. Vệ sinh đi, tự vệ sinh nhé. 1,6 triệu con này. 1,6 triệu con này. Không chết nhá, chạy rồi. Này, tép rõ luôn này. 1,6 triệu. Còn con sống này 1,9 triệu. Con này tép lúc được lúc không, chập chờn đúng không? Chập chờn, vẫn là do con chết ăn phải tiếp nhé. Con này để cho 900.000. 900.000 về vệ sinh. Vẫn chạy bình thường như tép này. Tép nó lúc có nghĩa là cái này, cái dưới này này, chập chờn lúc được lúc không. 900. Rồi. Đâu cái bút đâu rồi? Cái bút để ghi luôn. Đây, ghi luôn con này là 1,6 triệu đúng không? Ghi hẳn luôn vào đây. 16. 16 này, con này 19. 19. Đấy, con này 900. Để cho tránh nhầm đấy. Không nhầm nữa cho nó dọn nốt cho bạn cho nó sạch nhà nhá. Dọn nốt cho sạch nhà. Còn đây, con đẩy Yamaha này nữa. Lúc đóng le lúc không, chập chờn chập chờn này. Con đẩy Yamaha MR AS lúc đóng le không. Bác nào lấy để nốt cho bác nhá. 600k. Đây cái dán nốt vào đây 600k cho nó xong. Ôi đời. 600k về cho bác làm gì làm. Đây, con này đánh bắt 30 được, 600.
dọn nốt. Bút đi rồi. 600k nhé, con đẩy đây. Đẩy em đẩy gì đây? MRK AS xong. 600k. À con này thì vẫn 2.9 rồi, 2.9 thì chắc chắn là nó vẫn như cũ rồi. Con này thì 2.9 rồi. Con này bác nào mà nghe đài này mà chê thì em Tuấn chịu chấm hết. Đây nhá. À, con này hôm trước giá của nó là 69 hay 59 thì bác nhá. Hôm vừa đây em đưa lên clip rồi, có một bác chốt rồi, nhưng hiện tại là bác nào chốt con này rồi đã chuyển khoản cho em rồi thì báo lại địa chỉ giúp em Tuấn nhá. Bởi vì là nó nhiều hôm đơn nó chốt nhiều quá không nhớ. Con này em để cho bác 3.9 mà. Con này là con MCS nhá, đánh lo Mỹ lo châu Âu phê luôn. MCS này. 3249 digital, 3249 đèn tia luôn. Để cho bác 3.9, bác nào đặt rồi thì báo lại cho em Tuấn, còn không bác nào có nhu cầu gọi em. Bởi vì là có bác đặt rồi nhưng mà em không nhớ là em chụp lại màn hình chưa đấy. Được chưa? Xong con đấy. À, tiếp tục cái gì nữa nhỉ? Đôi JBL. À, đôi JBL này. Dọn nốt cho bác nhá, đôi JBL Made in USA 8281 để cho bác 1.900.000. Giá nốt đây, 1.900.000 cho đi nốt. Đây, một chiếc đây, một chiếc kia. 1.900.000, dọn nốt. Cho nó sạch nhà. Rồi đây. Đít giá ra trên đầu này, đít đít. Đít thì đầu ở đâu chả được, miễn là viết được số. 1.900.000 bác nhá. Để cho đỡ quên nữa nhầm cho các bác. Rồi, hai cái phích này, dọn nốt cho bác này nào. 300 này, 400 mấy đây. 420. Mà hai cái này 300.000. Cho đi tất, hai cái này bác nào lấy nhá. Hai phích đấy, về và dọn. 300 hai cái. Em cái gì nữa? Dọn cái gì nữa? Dọn nốt. Không, cái âm ly đấy của một bác khách rồi. Bác ấy không báo giá là mình không dám quyết được của khách. Của khách chứ không phải là của nhà mình. Còn Paradigm bác nhá. Đôi Paradigm này em Tuấn đã báo rồi nhá. Hôm trước đây này, Paradigm 7.9 này. Paradigm 9SE. 2 bát 20. 2 bát thật luôn. Dòng Paradigm của Canada rất là đỉnh. 7.9 để cho bác nốt 5.9 nhá. 5.9. 5.9 Paradigm 9SE. Loa đến từ Canada. 2 bát. Còn đây nữa, em vừa tìm ra một đây. Vừa ra một còn một hộp này nữa bác ạ. Hôm trước cứ tưởng một hai cái, bao nhiêu bác hỏi cái mà dây mà 180.000 một bộ ấy, em xả cho bác. Em hôm trước em tìm thấy tưởng có một hai bộ thôi, nhưng cuối cùng đây còn một hộp nữa. Hộp này chỗ này được tầm khoảng độ 20 bộ nữa, vẫn để cho bác 180k một bộ này nhá. 180k một bộ, bây giờ tìm thấy một hộp luôn 180k một bộ, bác nào lấy nhá. Phải nói luôn là nó rẻ như cái dây đẻo luôn. Cái dây đẻo bây giờ bác mua 5-70 nhá. 180k một bộ này, lấy loại này mà dùng cho bác ạ, cho chất lượng âm thanh nó êm nó mềm. Đấy, tiếp tục xem còn cái gì nữa. Còn con quạt này nhá. Bác nào hôm trước chốt con quạt này 3.9.000 báo lại cho em địa chỉ nhá. Hôm đấy lại 3.9.000 em tặng 1.000.000 còn 2.9.000 đấy. Con quạt của Sanier nhá. Con quạt Sanier nhá. Sanier quạt cổ đế gang tất. Hôm trước là 3.9.000 em tặng 1.000.000 còn 2.9.000 đấy. Bác nào đặt tiền em Tuấn rồi báo hộ em với em nhớ có rồi đấy. Nhưng báo lại cho em bởi em không chụp lại màn hình bây giờ không biết địa chỉ nào gửi đấy. Báo lại cho em, còn không bác nào có nhu cầu cứ hỏi đi. Em chốt. Nhắc lại giúp em vậy. Đấy, xong con quạt. Sang còn con ngoài này còn một con súp. Con súp tây tây này. Con súp này đang thử không vào điện. Không thấy vào điện con Martin này. Martin bát 30 không vào điện. Không biết là đứt cầu chì hay đứt cái gì nữa, tí cậy như nào. Tự nhiên không vào điện này. Bát 30 lúc gặp. Bác nào lấy để cho bác 800.000 nhá. 800k dọn nốt. 800k em dọn nốt. 800k xúc điện. À còn đây nữa. À, bác nào hôm lấy con này là con gì nhỉ? Con này con lọc không khí hay con bù ẩm nhỉ? Con này con hút ẩm chứ. Con ghi là không khí là nhầm rồi, con này con hút ẩm này. Bác nào lấy hút ẩm báo cho em nhá. Hôm trước em đóng vào đây rồi nhưng không có địa chỉ đấy, báo lại cho em đi, hút ẩm. Và con BMB này nữa này. Có một chiếc BMB loa, một chiếc loa BMB bác nào nhớ chưa? Một chiếc loa BMB 450C đấy. Đóng sẵn đây rồi nhưng mà các bác không gửi đơn lại em Tuấn quên mất. Và tiếp tục còn một bát nữa là lấy đôi loa Prodeo này. À loa gì nhỉ? Loa Harman. Harman em đã đóng sẵn vào đây rồi. Nhưng mà chưa có địa chỉ, báo lại giúp em Tuấn với nhé.
Đấy, còn đâu là em sẽ lên clip sau tiếp.